Người đàn ông này quả là điên cuồng, không ngờ là anh ta lại dùng băng keo để dán chặt cơ thể mình lên tấm biển quảng cáo, bên cạnh còn có một cái mã QR cực khổng lồ. Thì ra người đàn ông này là một tay hát rap. Mục đích anh ta làm như thế này chỉ là vì muốn quảng bá cho album mới của mình. Rõ ràng là mục đích của anh ta đã đạt được rồi, tạo hình như một người nhện của anh ta. Phút chốc thu hút được rất nhiều những quần chúng ăn dưa. Đội cứu hộ men theo cây cầu thang mây, dự định đưa người đàn ông đó xuống dưới, nhưng anh ta một mực không đồng ý, bởi vì bảng hiệu quảng cáo này, anh ta đã bỏ tiền ra thuê trong 24 giờ đồng hồ, không tới giây cuối cùng. Anh ta tuyệt đối không đi xuống. Anh chàng đội viên đội cứu hộ hỏi anh ta có đang mặc quần áo hay không. Người đàn ông nói rằng nếu mặc quần áo thì sẽ không còn ngầu nữa. Nữ cảnh sát nhanh chóng bước tới để chứng minh lời của anh ta là thật. Quả thực là anh ta đã trả tiền thuê của một ngày, nên hợp lý hợp pháp, mọi người đều không có cách nào để xử lý anh ta cả. Nhưng vì muốn bảo vệ cho sự an toàn của người đàn ông này, các đội viên đội cứu hộ đã để sẵn nệm khí ở bên dưới. Người đàn ông dán mình trên bảng quảng cáo, vô cùng hưng phấn và hét thật lớn lên. Nhưng chính vào lúc này, băng keo đã không còn có thể chống đỡ được thể trọng của người đàn ông này nữa và bắt đầu rơi ra từ từ. Đội viên đội cứu hộ lập tức leo lên thang mây, người đàn ông cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn đã chậm một bước. Thật may là đã rơi xuống ngay tấm đệm khí bên dưới, giữ lại được mạng sống. Người đàn ông với cơ thể trần truồng vội vàng đứng dậy, không chút ngại ngùng vừa nhảy vừa hát rap. Quả nhiên là một thiên tài về kinh doanh, lần này có thể nói là nổi tiếng một cách triệt để rồi. Tuy nhiên cô cảnh sát da màu cũng đã bắt giữ anh ta vì tội làm cản trở giao thông. Tiếp theo sau, không ngờ là pháp y lại gắp ra từ trong dạ dày của nạn nhân cả một mâm kim cương. Rốt cuộc là tại sao lại như thế? Một nhân viên vận chuyển tiền đẩy chiếc xe đẩy được chất đầy tiền mặt vào trong kho bạc. Sau khi đặt từng túi tiền mặt vào vị trí, chuẩn bị bắt tay chào tạm biệt ông giám đốc. Ông giám đốc có chút do dự, nhưng vẫn đã đưa bàn tay phải của mình ra. Tiếp theo sau, ông ta lập tức lấy ra chai nước rửa tay để khử khuẩn bàn tay của mình. Và rồi người vận chuyển tiền vừa bước được vài bước thì trong miệng bắt đầu chảy bọt trắng ra, toàn thân bắt đầu co giật. Rất nhanh ông giám đốc cũng xuất hiện triệu chứng giống y hệt như thế. Đội cứu hộ sau khi tới hiện trường thì phát hiện ra ông giám đốc đồng tử nở to ra, cơ bắp co thắt. Họ suy đoán rằng rất có khả năng là đã tiếp xúc với một loại độc tố thần kinh nào đó. Đội trưởng lập tức ra lệnh để cho mọi người chuẩn bị tốt công tác bảo hộ, đồng thời cho phong tỏa tòa nhà, cấm tất cả mọi người bước ra khỏi hoặc đi vào đây. Cánh cửa của kho bạc đang tự động đóng lại. Nữ đội viên da màu không quản nguy hiểm lao thẳng vào trong, liều mình muốn kéo ông giám đốc ra ngoài, nhưng đối phương đột nhiên đưa hai bàn tay ra và ôm chặt lấy đầu của nữ đội viên da màu. Và như thế, hai người đều bị khóa chặt trong kho bạc. Cánh cửa của kho bạc được cài đặt khóa thời gian cố định, phải đợi tới ngày làm việc hôm sau mới có thể mở ra được. Trong tình huống khẩn cấp thì công ty bảo hiểm cũng có thể điều khiển từ xa để mở nó. Lúc này đội trưởng đội cứu hộ thông qua camera giám sát đã phát hiện ra nữ đội viên da màu cũng đã xuất hiện triệu chứng bị trúng độc, trực tiếp ngã gục xuống nền nhà. Vì để bảo đảm cho hai người có thể hô hấp một cách bình thường, đội cứu hộ đã cho ngắt nguồn điện, khoan một lỗ trên cánh cửa của kho bạc và đưa dưỡng khí vào bên trong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng hai người hoàn toàn không hề cử động. Thông qua kỹ sư họ biết được rằng một bức tường ở phía sau kho bạc hoàn toàn không có gia cố đặc thù. Đội trưởng quyết định cưỡng chế đi vào trong kho bạc. Vài người họ đã cho cố định sợi dây, dựa vào sức kéo của chiếc xe chữa cháy, kéo ra một lỗ thủng lớn ngay trên tường. Cùng lúc đó, cánh cửa của kho bạc cũng đã được mở ra dưới sự điều khiển từ xa của công ty bảo hiểm. Càng kỳ lạ hơn là triệu chứng trên người của nữ đội viên da màu đã biến mất không rõ nguyên nhân. Ông giám đốc ngân hàng cũng đã hồi phục lại bình thường. Thông qua kiểm tra, ở hiện trường hoàn toàn không có độc tố hóa học, còn nhân viên vận chuyển tiền thì lại bất hạnh qua đời. Mọi người vừa quay trở về trung tâm chữa cháy và tưởng rằng tất cả đều đã kết thúc thì không ngờ cảnh sát lại tìm tới đây. Từ bên trong chiếc xe chữa cháy kéo ra hai cái túi lớn, sau khi mở ra thì mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đó lại là từng sấp tiền đô la Mỹ. Trong phòng của pháp y, bác sĩ pháp y đang giải phẫu tử thi, ngờ đâu trong dạ dày của nạn nhân đã gắp ra được nguyên một mâm kim cương. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Một ngày trước, bên trong xe chữa cháy phát hiện ra 300.000 đô la Mỹ tiền mặt. Vì để điều tra ra chân tướng, cả đội cứu hộ đã bị dẫn tới sở cảnh sát để chịu sự thẩm vấn hỗ trợ điều tra. Nữ đội viên da màu vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, đi cùng với nữ cảnh sát trở về kho bạc để điều tra, và họ đã vô tình phát hiện ra chai nước rửa tay của ông giám đốc. Cảnh sát điều tra thì biết được vào ngày xảy ra vụ án, thật đúng lúc lại là trước một ngày ông giám đốc từ chức. Nữ đội viên cứu hộ da màu cũng đã nói rằng ông giám đốc đã từng đưa hai tay của ông ta lên khuôn mặt của mình, rất có khả năng là cô đã bị hạ độc vào lúc đó. Lúc này nhân viên ngân hàng phát hiện ra những viên kim cương trị giá hơn 6 triệu đô la Mỹ đã không cánh mà bay. Cảnh sát vội vàng đi tới nhà của ông giám đốc, vừa đẩy cửa nhìn vào, ông giám đốc trên tay cầm theo cuốn hộ chiếu đã ngã xuống đất và tử vong. Ở hiện trường cũng không tìm thấy được kim cương. Ngày hôm sau, báo cáo kiểm tra của nữ đội viên da màu đã được gửi tới. Chất độc mà cô bị nhiễm chính là độc của con bò cạp, hoàn toàn giống với chất độc trong chai nước rửa tay. Cô lập tức đoán ra được hung thủ đằng sau là ai, rất có khả năng chính là nhân viên sửa xe trong đội cứu hộ, bởi vì hắn ta bấy lâu nay luôn sử dụng độc bò cạp để trị liệu chứng bệnh viêm khớp. Tuy nhiên nếu sử dụng quá liều lượng thì sẽ khiến cho người ta sinh ra triệu chứng của việc trúng độc. Tên sửa xe có tật giật mình, vô cùng sợ hãi lập tức bỏ chạy, nhưng hắn ta cũng đã bị cảnh sát bắt lại. Tới đây thì sự thật đã được phơi bày, thì ra ông giám đốc chính là anh rể của hắn ta. Hai người cùng nhau nảy sinh ý định và lập kế hoạch cho vụ án trộm cướp này. Ông giám đốc sẽ sử dụng độc bò cạp mà tay sửa xe đã chuẩn bị sẵn để hạ độc nhân viên vận chuyển tiền và bản thân mình. Dựa vào kẽ hở lộn xộn khi nhân viên đội cứu hộ đang cứu viện, tên sửa chữa xe sẽ giả làm nhân viên cứu hộ để mượn cớ bảo tài xế xe chuyển tiền đi chỗ khác, nhân cơ hội đó lấy trộm các túi tiền mặt, sau đó nhét hết toàn bộ vào trong xe chữa cháy. Và như thế thần không biết quỷ không hay đã có thể chuyển tiền ra khỏi hiện trường. Ngờ đâu ông giám đốc lại có kế hoạch riêng của mình. Ông ta đã tự nhốt mình vào trong kho bạc, nhân lúc bị ngắt nguồn điện, hệ thống giám sát bị tạm ngưng, bèn nảy sinh ý định lấy trộm kim cương. Ông ta nuốt từng viên kim cương vào trong bụng của mình. Sau khi được cứu thì trộm lại đi kêu gọi bắt trộm. Ông ta đã gọi điện báo cảnh sát nói rằng có người đã đem cất giấu tiền trong xe chữa cháy và hàm oan cho các nhân viên cứu hộ, cũng là để tranh thủ thời gian cho kế hoạch trốn chạy của mình. Kết quả là ông ta còn chưa kịp ra khỏi nhà thì bởi vì đường ruột tắc nghẽn cấp tính,
mà chết thẳng ngay trong nhà của mình. Khi nhìn thấy từng hạt kim cương dính đầy máu, không thể không cảm khái. Gieo gió thì gặt bão, gieo nhân nào gặp quả nấy.